Từ ngày 27 tháng 6 đến ngày 1 tháng 7, đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và đoàn công tác của tỉnh có chuyến thăm cấp cao tại tỉnh Udom Sai, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Chuyến công tác được kỳ vọng sẽ tiếp tục củng cố đưa mối quan hệ hợp tác hữu nghị Ninh Bình Udom Sai lên tầm cao mới, tạo ra xung lực thúc đẩy hợp tác phát triển giữa hai địa phương, tăng cường làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam Lào, Lào Việt Nam. Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc, sáng nay đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Quang Ngọc đã dự buổi hội đàm ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác hữu nghị Ninh Bình Udom Sai. Phát biểu tại đây, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bày tỏ sự vinh dự khi tới thăm và làm việc chính thức tại tỉnh Udom Sai nhìn lại 10 năm thực hiện biên bản ghi nhớ, quan hệ hợp tác đặc biệt truyền thống giữa Ninh Bình U Đông Sai được khẳng định mạnh mẽ với nhiều hoạt động thiết thực, có phần vun đắp tình hữu nghị đoàn kết vĩ đại, mối quan hệ thủy chung trong sáng và sự hợp tác láng giềng tốt đẹp giữa hai quốc gia, hai dân tộc Việt Nam Lào. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình nhấn mạnh để tiếp tục củng cố, đưa mối quan hệ hợp tác hữu nghị Ninh Bình-U Đông Say lên tầm cao mới, phù hợp với sự phát triển nâng cấp tình hữu nghị đoàn kết đặc biệt Việt Lào trên cơ sở luật pháp của hai quốc gia và lợi ích chung của hai địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình và chính quyền tỉnh U Say thống nhất ký kết biên bản thỏa thuận về hợp tác trên các lĩnh vực như giáo dục, văn hóa, thể thao, du lịch, đầu tư, thương mại, quản lý và phát triển các khu cụm công nghiệp đây là văn bản pháp lý có ý nghĩa quan trọng đánh dấu mốc son mới trong quan hệ đối ngoại của hai địa phương trong đó nhấn mạnh vai trò của các sở ban ngành của hai tỉnh trong việc triển khai thực hiện biên bản thỏa thuận phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị thiết thực hiệu quả đồng thời tiếp tục khẳng định mối quan hệ truyền thống tốt đẹp gắn bó thủy chung ninh bình udon sai Trước đó, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Quang Ngọc và đoàn đã đi thăm công trình Trung tâm Hội nghị tỉnh Udon Say, công trình do ba tỉnh của Việt Nam là Ninh Bình, Hà Nam, Nam Định tài trợ với tổng số tiền 10 tỷ đồng. Đoàn đã đến đặt vòng hoa và dân hương tại đài tưởng niệm Liên minh đoàn kết chiến đấu Việt Lào tại Udon Say. Đây là nơi tri ân các anh hùng liệt sĩ Việt Nam Lào đã hy sinh trong những năm tháng đấu tranh giải phóng hai dân tộc.